Em trả lời báo chí á, mà nói em lên mình rung lên tiếng, nói rung luôn thằng em luôn đó. Rồi nói chung là nói làm nhiều mùa lắm, từ mùa nào lên nói cũng rất là rung, rất là rung. Rồi xong rồi tới khi mà tôi vừa mà chuyển qua, tôi vừa quay hậu trường YouTube, tôi vừa cũng dám đứng trước mặt cái máy quay đi, tôi vừa quay nữa, rồi tôi vừa phải đứng sau khi vừa nói. Dạ cảm ơn con nhiều. Dạ thì từ từ tôi vừa cũng tập luyện. Dạ cảm ơn con nhiều. Từ từ tôi vừa cũng tập luyện rồi bắt đầu nói cũng được. Mùa một thì nói cũng dốc tùm lum tùm la luôn, rồi mà ông bác thì thấy cũng vui, cũng cười, cũng ủng hộ, cho nên mùa hai tôi vừa cũng cũng mạnh dạng, cũng dẫn nó đỡ hơn xíu. Còn hôm nay thật sự là hát thì ngồi hát một mình thì cũng được, hoặc là có khi vô phòng thu rồi xong đi quay MV. Em quay MV thì có mấy đứa em quay thôi, nó không có rung. Bữa nay thật sự là đầu tiên mà cầm cái micro mà hát trước ở đây chắc cũng khoảng chắc cũng gần 10.000 mà con bác. Dạ, anh ơi, anh hết giờ tâm sự rồi. Bây giờ nói hoài luôn. Mình tâm sự, mình mua ly cà phê, mình ra đường, mình ngồi giùm em. Rồi giờ cho em giới thiệu á. Dạ không có. Má ơi. Sao má? Má ơi má. Sao con? Nói con vừa bỏ con tèo gái rồi. Trời ơi, con em nói gái mà. Bà ơi, chứ không phải gái. Em gái. Nó không nói. Chết em gái rồi. Con gái, em phải tự đó. Con coi lại nhan sắc của con đi. Trời đất ơi, em gái nó đẹp quá trời. Ủa rồi cuối cùng má bên ai? Không biết nữa. Cả hai. Dạ thôi đây con nhận tương thấu lại cho gia đình nha. Bây giờ xin kính chào tạm biệt. Dạ. Chúc cho anh trai sẽ luôn được thành công, là vạn sự như ý, và luôn đặc biệt là luôn được tình cảm của tất cả quý bà con khắp nơi dành cho anh, và sẽ ủng hộ thật là nhiều. Cũng may bán đắt mỗi năm mở một quán từ từ thì được rồi ha. Mà nói nghe nè, mai mốt nhớ hàng tháng sắp xếp lại để biểu diễn. Dạ. Để giao lưu cùng bà con bác của hội quán ở sau vườn nha. Ok, cảm ơn Đồng Tiên rất là nhiều. Dạ, chúc bà con một năm mới, một năm mới thật là may mắn và bình an nha. Happy New Year. Nè, gửi em gái luôn. Cảm ơn anh, cảm ơn anh luôn. Rồi cảm ơn ca sĩ Châu Ngọc Tiên rất nhiều ạ. À. Dạ, má thế này, anh má thân Ngọc. Thấy không, cũng lộn. Anh luôn vừa. Bởi vì khổ ghê, mở hàng nó lộn luôn. Má. Giới thiệu bà con bác, chị Thanh Ngọc, một người chị cũng rất là thân thiết Phương Dừa, cũng thương Phương Dừa giống như là những anh chị em nghệ sĩ khác thương Phương Dừa. Như tình cảm của bà con bác là thương Phương Dừa vậy đó. Hôm nay thì chắc cũng nhiều bà con bác hỏi sao mà Phương Dừa lại mời được anh chị nghệ sĩ mà coi như là tên tuổi đến đây. Rồi chắc là thấy thù lao rồi, anh chị cũng nhiều lắm. Dạ, xin thưa là các anh chị vì thương Phương Dừa tới xem, tới ủng hộ Phương Dừa. Đó, rất là quý tình cảm của anh chị. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và hôm nay thì chị xuất hiện đây thì chị sẽ giao lưu bà con bác ở đây. Cũng có những bà bác rất là yêu mấy chị ha. Rồi giờ mình xin hốt cho chị để chị với Hồ Bích Trâm hát ha, hai chị em hát ha. Dạ đúng dạ. Rồi ạ. Dạ, ngồi xíu nữa gặp lại bà con bác ạ. Dạ không biết là bà con mình có coi bộ phim Chùm Nổ không ạ? Ở đây có bà con mình coi bộ phim Chùm Nổ của anh Cương Dừa sản xuất không ạ? Đó, rất là nhiều bà con đã từng coi bộ phim đó và cũng biết là má Thanh Ngọc là đóng một cái vai rất là ấn tượng ở trong đó đúng không ạ? Dai đó là dai gì chắc nó lẻ khán giả cũng biết rồi. Dai đó dai dê Cương Dừa. À, chủ của một quán ăn. Rồi sau đó má dụ con vô làm gái trong đó luôn, má nhớ không? Đúng. Nhưng mà cuối cùng mà chồng con đâu có cho con nhảy ra ra đó. Đúng rồi, chồng con tới quậy banh quán của má luôn. Đó, thì má Thanh Ngọc là cũng rất là thân thiết với lại anh Cương Dừa. Và ngày hôm nay là lặn lội đường xá xa xôi để lên đây trao tiếng hát cho bà con. Và ngày hôm nay không biết là má sẽ gửi tới cho bà con mình ca khúc gì ạ? Và để tiếp theo, trước tiên thì Thanh Ngọc cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả kính mến. Thanh Ngọc rất là vui cũng có một cái cơ hội của chương trình của em Cương Dừa Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn, nên Thanh Ngọc mới được gặp tất cả quý vị khán giả mà đông như thế này. Thật sự mà nói tâm sự luôn nha, ngày xưa mà Thanh Ngọc đi hát cùng với ba mẹ và gia đình của Thanh Ngọc thì thời đó thời cải lương còn hoàng kim, khán giả cũng y như vậy nè, thậm chí có khi sẽ là đông hơn. Nhưng mà sau thời gian này thì cũng có nhiều chương trình nên khán giả cũng ít dần. Nhưng thật sự hôm nay Thanh Ngọc thật là không nghĩ luôn đó. Không nghĩ từ nãy giờ ngồi trong đó, mà tại vì bản tính của mình là hay có cái chuyện gì mà vui quá cũng bị đơ, buồn quá cũng bị đơ, mà tự nhiên ngồi mà từ nãy giờ cứ nghĩ, không nghĩ là tại sao mà khán giả quá trời luôn. Dạ. Mà có nhiều người khán giả lại nói với má vậy chứ, là tôi ở dưới Sóc Trăng tôi lên đây đó nha, chưa hết đâu mà ở An Giang tôi lên đây đó nha, trời ơi, là ở Cà Mau lên luôn đó.
Trời ơi, cái tấm chân tình này quá trời quý luôn quý vị khán giả ơi. À, Thanh Ngọc cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ thôi bây giờ không để cho khán giả đợi lâu nữa, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nghe ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mặt Sau Hè, tác giả cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Dạ xin mời nghệ sĩ Thanh Ngọc ạ. Dạ xin mời quý vị cùng nghe. Nhỏ hãy lớn lên đi. Thank you.
nhiêu à? Trời ơi, không có danh ca đâu con ơi. Không có được danh ca đâu. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi, chị giờ chị vô ha. Chị giờ chị vô, chị ngồi nghỉ xíu cho mọi người hát cho luôn bà con hát nữa chứ. Dạ. Dạ, mình chuẩn bị 10 bài đi nha má. Dạ, hát 10 bài đi rồi. Dạ, hát tới 12 giờ. Dạ.